huyệt mộ có thế núi cự môn. Thế núi cao lớn, ngay ngắn, ít chi cước ít khe, hẻm, xung quanh có nhiều núi bảo vệ. Sách Hám Long Kinh viết, bên dưới núi vuông có núi bảo vệ như đàn dê. Long mạch đến núi cự môn tươi tốt, đây là dãy núi cao, tôn quý nên không thể thiếu núi bao bọc. Nếu hình thế cô độc thì không cát, không nên xây nhà, đặt mộ ở đây. Sách còn cho biết thêm, nếu núi cự môn độc hành không có núi bao bọc, hộ vệ chỉ nên xây đền miếu thờ thần Phật núi này rất kỵ hình thể nghiêng vẹo mất tôn quý nếu trên đỉnh có nhiều vết nứt gãy hình như ngọn lửa thì hóa thành liêm trinh ác hình đây là ngọn núi cát ngũ hành thuộc thổ nên gia chủ và con cháu ngụ tại đây là những người trung lương chính trực thế núi đầy đặn con cháu lại càng hưng vượng hưởng phúc lộc lâu dài dương trạch nhà vuông ngay ngắn hiên nhà đều bằng phẳng tường không khuyết là hình núi cự môn chủ nhà sẽ làm ăn phát đạt giàu có trong một vài trường hợp thế núi ngắn nhọn gia chủ sa sút, thất bại